Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gali TV. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video của Gà thì tên là Đỗ Nhật Quyên, hoặc là các bạn có thể gọi tắt là Gà thôi, nghe cho nó dễ thương, đáng yêu đúng không? Thì như các bạn đã nhìn thấy như thế này thì trong video ngày hôm nay Gà sẽ so sánh hai sản phẩm mà Gà cảm thấy là cực kỳ cần thiết cho làn da của chúng ta trong cái điều kiện mà nắng nôi, rồi khói bụi, rồi ô nhiễm, rồi đủ thứ thể loại. Và ngoài cái tính cần thiết của nó thì Gà cảm thấy là hai sản phẩm này nè, nó còn thật sự là phù hợp với túi tiền của rất là nhiều bạn đang xem kênh của Gà nữa. Tại vì Gà biết là những bạn mà xem kênh của Gà thì hầu hết là học sinh sinh viên á, thì cái budget của nó không có được nhiều lắm á, nên nói chung là hai sản phẩm này vừa cần thiết cho cuộc sống mà lại còn hợp budget, hợp túi tiền nữa. Ok, không nói gì nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay luôn nha. Thì tên ở đây là có hai chiếc máy rửa mặt của Halio. Vào năm 2020 rồi á, thì Gà cảm thấy là máy rửa mặt đã trở thành một thiết bị làm đẹp mà hầu như là tất cả mọi nhà đều có, trừ, thật sự là chỉ trừ những cái bạn mà ở những cái nước mà kiểu quá phát triển rồi, thật sự là tình trạng ô nhiễm nó không có quá căng thẳng, và da cũng đã trong cái giai đoạn mà kiểu mấy chị lớn rồi á, da cũng đang trong cái giai đoạn là lão hóa rồi, thì người ta sẽ hạn chế việc sử dụng máy rửa mặt thôi. Còn ngoài ra hầu như Gà cảm thấy là độ tuổi mà bắt đầu từ 13, khi mà mình bắt đầu dậy thì rồi sống, đặc biệt là mình đang sống trong cái điều kiện môi trường kinh khủng, đáng sợ, khói bụi ô nhiễm điên cuồng như ở Việt Nam nữa, thì Gà cảm thấy là máy rửa mặt thực sự rất là cần thiết luôn. Một ngày á, sau khi mà Gà ra đường á, là Gà kiểu vẫn đeo khẩu trang rồi các kiểu nha, nhưng mà về lúc mà Gà tẩy trang á thì cái miếng bông nó đen kinh khủng luôn các bạn. Có nghĩa là Gà cảm thấy là nếu mà không có máy rửa mặt thì thật sự là quá trình làm sạch da của Gà nó sẽ không đạt tới cái gọi là cảnh giới cực cao, các bạn hiểu không? Có nghĩa là chắc chắn là Gà khuyên các bạn là nên sở hữu cho mình một cái máy rửa mặt, tại vì máy rửa mặt thật sự rất là cần thiết. Và trên thị trường thì đương nhiên là có rất là nhiều loại máy rửa mặt rồi đúng không? Chúng ta có của những ông lớn, ví dụ như là của Foreo nè, Luna, bây giờ mọi người đang hot ầm máy Luna 3. Tuy nhiên cái máy đó thì mắc quá, nó tầm đâu 5 triệu là nó quá mắc đúng không? Ngoài ra thì chúng ta có những cái dòng như là Foreo Luna 2, rồi Luna mini, rồi ngoài ra còn có những ông lớn ví dụ như là Clarisonic hoặc là Nu Skin, nói chung là nhiều lắm. Tuy nhiên là Gà cảm thấy cái thương hiệu mà nó phù hợp với túi tiền của hầu như tất cả những người dân Việt Nam á, thì Gà sẽ chọn là Halio. Thì cái máy này nè là một cái máy dòng cũ, thì như các bạn có thể thấy là nhìn nó rất là quen thuộc rồi. Gà cũng đã có một cái video review cái máy rửa mặt này rồi. Thì Gà sử dụng cái máy rửa mặt này đã hơn 2 năm và hoàn toàn nó không có vấn đề gì hết. Bật lên và các bạn thấy không, nó vẫn chạy rất ngon lành, sạc pin thôi là nó chạy. Ngoài ra thì bên tay trái của Gà thì Gà còn có một sản phẩm nữa, thì đây là sản phẩm máy rửa mặt dòng Sensitive của Halio. Thì hôm nay á, chủ yếu trong video ngày hôm nay Gà sẽ so sánh cho các bạn xem là sự khác biệt giữa hai cái máy này nha. Cái máy này thì đương nhiên là nó mới hơn, thì nó sẽ có những cái tân tiến hơn và nó đó, nói chung là nó tân tiến hơn và nó mới hơn, thì đương nhiên là nó sẽ có những cái ưu điểm tà hơn so với lại là cái máy này rồi đúng không? Đây Gà sẽ đưa gần cái máy cho các bạn xem. Về phần lông cỏ thì chiếc máy Halio cũ á, nó có vẻ là vẫn còn hơi cứng, các bạn có hiểu không? Có nghĩa là nó vẫn còn hơi cứng và hơi dày. Tuy nhiên là qua cái dòng mà Sensitive này nè, thì cái lông cọ của nó lúc mà Gà đọc thông tin ở trên hãng á, thì nó chỉ có 0,6mm thôi, có nghĩa là nó rất mảnh. Đây, các bạn sờ bằng tay á, là ngay lập tức các bạn sẽ cảm nhận được là cái máy này á, thì cái cọ của nó là mảnh hơn và mềm hơn nhiều so với cái máy này. Và ngoài ra là cái phần máy Sensitive này nó cũng có những cái phần lông cọ cứng hơn ngay tại ở trên này luôn, để ví dụ như là những cái vùng như là vùng mũi, những cái vùng mà mình hay bị mụn đậu đen nữa, thì hầu như là Gà sẽ rửa, hoặc là da nó cứng một xíu á, thì Gà sẽ rửa bằng cái vùng này nhiều hơn. Và ở đây này như các bạn có thể thấy là nó sẽ có 3 chế độ rung, là rung nhẹ nhẹ, rung mạnh và rung mạnh ơi là mạnh. Thì nói chung nó mạnh ơi là mạnh vậy thôi, chứ nó cũng không mạnh lắm đâu các bạn, kiểu mình đưa lên da thì nó vẫn rất là nhẹ nhàng á, các bạn hiểu không? Và đặc biệt là khi mà mình đã sử dụng máy rửa mặt á, thì để tránh lão hóa thì mình tránh di máy rửa mặt nha. Mình chỉ giống như để ở một vùng này cho nó rung nè, sau đó mình chuyển sang vùng khác nè cho nó tiếp tục rung nè, chứ các bạn đừng có kéo như vậy, tại vì thật sự là kéo như vậy cũng được, tuy nhiên là qua thời gian á, thì nó sẽ rất là dễ làm cho da mình có cảm giác là bị chảy xệ với lại là bị lão hóa nhanh á. Mặc dù thì Mặc dù thì Trà biết là rất là nhiều bạn đã quen với cái motion là mình đi máy rửa mặt kiểu này rồi đúng không? Tuy nhiên là bây giờ mình có thể chỉnh một chút, mình để máy rung ở một vị trí thôi, sau đó mình để nó rung tiếp tới vị trí thứ hai, rồi mình để nó rung tiếp tới vị trí thứ ba, để cảm thấy là ok hơn. Rồi nói tiếp về những cái ưu điểm của cái máy này so với lại là dòng cũ ha. Thì nói chung là dòng cũ là cũng không có chê, tại vì dòng cũ thì thật ra cũng dùng nhiều rồi á. Thì thấy là trước mắt thì cái dòng này thì nó là nhẹ nhàng hơn cho da nè, nó sẽ phù hợp hơn với những bạn mà da nhạy cảm. Đối với lại cái máy mới này thì họ đã áp dụng cái công nghệ là SonicWave rồi, có nghĩa là với chiếc máy cũ á thì nó vẫn dùng hầu như là rung cơ học. Tuy nhiên là với chiếc máy mới này thì nó đã bắt đầu có phát ra sóng âm để có thể vừa làm sạch da bằng cơ học, bằng chuyển động rung á, và ngoài ra là nó cũng phát ra sóng âm để giúp đẩy chất bẩn ra nhiều hơn á. Thì cái này là nó cũng đã hơi ngang với lại là Luna, Foreo rồi. Và thật sự là nếu mà những bạn học sinh sinh viên á thì nên đầu tư cho những chiếc máy như thế này. Và Gà cảm thấy là thực sự thì sau một quá trình trải nghiệm sử dụng á thì Gà lại dần dần nghiêng về thích cái máy này hơn. Tại vì lúc đưa lên da á, kiểu cảm giác là lông nó mềm hơn, xong nó đi sâu hơn, các bạn hiểu không? Có nghĩa là cái sợi lông này nó mạnh hơn á, thì nó sẽ đi sâu hơn vào những cái lỗ chân lông mà Gà có. Thì nói chung là trước mắt thì Gà sử dụng em máy này thường xuyên hơn là em máy cũ. Và ngoài ra thì Gà cảm thấy là cái máy này cũng rất là tiện nữa, kiểu giống như là mình chỉ cần sạc có một lần thôi là mình có thể sử dụng được 6 tháng luôn á. Nên Gà cảm thấy là nói chung là sạc không bao nhiêu, nó không có tốn bao nhiêu điện của mình hết. Mà lúc mà mình kết hợp với những loại sữa rửa mặt có tạo bọt đồ này nọ thì nó cũng một phần giúp cho cái da của mình nó sạch ok hơn á, nói chung là nó sạch hơn, nó để đỡ bị bít tắc lỗ chân lông hơn. Và ngoài ra thì rửa một hồi á thì cảm giác da sạch hơn, thoáng hơn, thì chất dưỡng chất á nó sẽ thấm sâu vào da hơn. Thì dần dần thì Gà cũng thấy là da mình nó sáng hơn và khỏe hơn nữa. Thì nói chung là đây là một sản phẩm Gà cảm thấy là must have. Thì tại sao Gà lại quyết định làm cái video này vào thời điểm này? Thì bởi vì là như các bạn có thể thấy đúng không, như tất cả chúng ta đều biết đúng không, thì sắp tới là sẽ có ngày Black Friday thì rất là nhiều brand sale. Và may quá thì Lixibox là cái đơn vị, gọi là cái shop, cái brand, cái phân nhà phân phối mà Gà cảm thấy là phân phối Halio hiện tại là chính hãng và cũng nhiều màu sắc. Nói chung là khi mà Gà nghĩ tới chuyện mua Halio là Gà sẽ nghĩ tới Lixibox đầu tiên á. Thì vui quá là trong ngày Black Friday này thì Lixibox cũng sẽ có chương trình sale dành cho cái sản phẩm, cả hai sản phẩm này luôn. Tuy nhiên thì Gà sẽ nói kỹ hơn về cái sản phẩm này đi hơn. Tại vì Gà nghĩ là nói chung là bây giờ mình lỡ mua rồi thì mình sẽ mua dòng mới, dòng tân tiến hơn á, thì nó cũng đắt hơn không bao nhiêu á. Thì cái máy này bình thường á thì Gà sẽ mua với giá là 900 ngàn. Tuy nhiên á là trong cái ngày hội Black Friday này á thì nó sẽ giảm chỉ còn 720k thôi. Và ngoài ra thì nếu mà các bạn, đây là lần đầu tiên các bạn mua hàng ở Lixibox thì các bạn chỉ cần nhập code á thì các bạn sẽ được giảm 5% nữa, thì nó sẽ rơi vào giá là tầm 680 hay là bao nhiêu đó. Nói chung là rất là rẻ luôn. Đây là một mức giá mà trước giờ Gà mới thấy nó rẻ vậy luôn á, nên Gà đã cảm thấy ok, rất là excited và muốn chia sẻ với các bạn. Và ngoài ra thì các bạn có thể thấy là ở dưới Gà có để chữ giveaway đúng không? Thì có nghĩa là Gà sẽ có dành tặng một chiếc máy này, một chiếc máy Halio Sensitive full box luôn, full phụ kiện. Nói chung là cái máy mới hoàn toàn cũng đến từ Lixibox luôn, muốn dành tặng cho các bạn. Về cách thức và thể lệ tham gia giveaway á thì cũng cực kỳ đơn giản luôn. Các bạn chỉ cần follow Instagram của Gà, Gà sẽ để tên Instagram của Gà ở dưới ha. Và sau đó thì các bạn comment ở ngay dưới video này luôn 3 số cuối của chứng minh nhân dân của bạn. Đó, nếu mà các bạn chưa có chứng minh nhân dân thì các bạn có thể mượn của bố hoặc mẹ. Các bạn chỉ cần comment 3 số cuối đó thôi, thế là xong. Và sau đó thì vào thứ 6 tuần sau, tức là vào ngày 29 á, thì Gà sẽ công bố kết quả giveaway ở trên post ở trên Instagram của Gà. Nên nói chung là để theo dõi kết quả thì các bạn follow Instagram Gà nha. Nói chung là đây là cũng là một cái nói chung là cũng là một cái kiểu giống như là kéo follow vậy đó. Nói chung là ngại ghê, nhưng mà nếu các bạn muốn connect với Gà hơn, connect với cuộc sống của Gà hơn thì follow Instagram của Gà nha. Ok, video của Gà ngày hôm nay đến là kết thúc. Nếu các bạn thích video thì nhớ like và subscribe cho Gali TV nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Ngoài ra thì Linh sẽ mua cả hai sản phẩm máy rửa mặt này, Gà sẽ đều để ở dưới description box, để nếu mà bạn nào cảm thấy là muốn mua và nói chung là muốn mua thì click vào hơn. Và ngoài ra thì các bạn nên nhanh lên, tại vì nó sale trong mỗi dịp Black Friday á, mà Black Friday thì sắp tới là sắp 3 rồi. Ok, bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.